Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay là một ngày thanh minh, hôm nay thì đẹp ngày, thì nhà mình sẽ lên và thanh minh cho các cụ. Thì bây giờ là ông bà cũng như các cháu thì đi trước rồi, còn có mình và mình trẻ trâu, hai bố con đi sau rồi mọi người nè. Đấy, hôm nay được ngày nghỉ nên là cả nhà đi thanh minh, tất cả các cháu đều đi cả. Đấy, mọi người thấy mình hôm nay vừa là cho tập chạy xe máy. Đấy, like được bố luôn rồi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đấy, bây giờ bố con mình là hai người đi cuối cùng, còn mọi người đi trước rồi. Thì hôm nay mình sẽ lên thăm mình thanh minh cho các cụ, cũng như là dọn đẹp hộ cho các cụ, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, cũng như là bình an trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào đến với gia đình, cũng như là con cái học hành cho nó thật là tốt cho mọi người nhé. Thì đi làm cái ăn làm sao cho nó may mắn, không có cái vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, cho nó an nhàn và bình yên mọi người ạ. Đấy, thì từ cái khu vực ở nhà mình mà đi thanh minh lên chỗ các cụ nó rơi vào khoảng độ tầm 5-6 cây mọi người ạ. Thì ở ngoài đây hôm nay là mình đang thanh minh ở ngoài khu vực ngoài Cát Bà. Đấy, ngoài Cát Bà nhà mình nhé mọi người nhé. Đây, hôm nay thì thanh minh ngoài bên ngoài. Đấy, mọi người, hôm nay cả nhà của đại gia đình Tần Thạch Vlog đi lên đây thanh minh cho các cụ. A Hổ đi đâu nhỉ? A Hổ ơi. Hổ ơi. Đi theo ngã mà, đi nhanh lên. Hổ ơi, đâu đi, bố tắt vào nhanh lên. Sao chị bố đi chậm? Ở trên đây thì ngoài đi này đâu thì đâu nhanh lên. Nơi khu vực chôn cất các cụ đấy thì và ấy thì đa phần là sẽ ấy ở trên các khu vực trên cao mọi người. Bây giờ thì được cái vừa rồi chắc ở đây mới cào đất làm đường lại khá là đẹp, thì khá là khang trang luôn. Hôm nay là đại thanh minh hay sao, rất nhiều người đi thanh minh, gần đại thanh minh chứ không phải đại thanh minh. Mai là hôm nay mai thứ bảy chủ nhật, mai mùng 3 tháng 3 là đại thanh minh. Mà thế ha ơi, ơi cái gì thế nè, đại ngàn hết rồi. Ô, à đâu, đi nói nào, đi đây. Đi nói này. Cầu thang. Ừ. Ông cái kéo dép à? Đi dỡ nhanh lên con. Nhanh lên. Sao bây giờ bỏ? Ai à? Sao đây tầng mà? Lại tầng. Chào các bà đó, các ông đó. Rồi. À. Chào ông có bà kìa. Có chào ông bà chưa? Chào chưa? Báo chào bà chưa? Chào bà chưa? Đây bà phải bên xuống à. Chào bà phải đây. Bà phải kéo cháu xuống. Để cái đấy ở đây, tí nó về ăn sau con. Ôi trời ơi, chỗ đây con nè. Cháu ơi. Cái bỏ đồ đấy, cầm cho mẹ. Thằng này nó cao cái nhà bằng ông ấy nơi này. Mất bảy đâu ạ? Đâu mất bảy rồi, cần mất bảy rồi. Ông ấy mới mất bảy nè. À, được mét nấu tám, mất bảy nấu tám rồi. Nhanh này, vào đây lấy cái cuốn lên. Ngồi.
Minh ơi, Minh chạy lên kia đây ví tiền nhé mà. Mà này bà xin mà theo theo đây đồng lên thắp hương đi các cụ. Kinh kinh. Đang to, đang to xin chỗ này sát phải có. Đây bà đưa đưa cho bà ngoài đây. Chưa tứ nữa, chưa tứ nữa. Tí nữa từ từ vẫn đang bê đốt xong vàng sẽ lên lên lên. Đây là đưa đốt tiền thắp hương đi. Cứ cứ ấy thắp hương đi xong là đi ra tấn công đi xong là chốc xuống đốt xong đẹp được thế mà. Rồi. Hương rồi, 6 phải mỗi người 1 nè, 4 nén kìa. Ừ, 4 người 4 nén. Chà, bà cảnh hương hương. 4 chị em, mỗi chị em vào 1. Là cháy đồ, cháy đồ, cháy đồ. Là gì? Tôi dời rồi đó. Nhét lắm. Giờ con cá nó có cái gì, nó có cái mái. Anh em khác. Một đứa cho báo đi. Báo đi nghe, xe ra. Bắt châm vào tàu báo ấy, thì coi anh dễ châm vừa hơn. Một người bên kia là bên các cụ ở bên họ nhé, các ông bà trên cao của nhà mình. Còn đây bên đây là ông bà nội, ông bà nội trẻ ra bố vợ đấy, gọi là vợ mình gọi là ông nội bà nội nhé mọi người nhé. Đấy thì nhà ông mình cũng là trưởng đây, thì cũng làm một thành một cái khoảnh đất riêng này để chôn cất các cụ ở đây. Đấy, còn phía kia là các bác các cô. Ở khu vực này là càng lên trên cao là cũng có rất là nhiều những cái mộ của nhiều gia đình chia thành từng khu vực, đã xây ngăn lại như thế này mọi người này. Đấy, ngăn tường lại, bên đây cũng xây ngăn lại như thế này để cho từng gia đình vào từng khoảnh một. Đấy, bên kia cũng có một gia đình đang thanh minh ở bên kia. Thì hôm nay là mùng 2 thì là mùng 5. Mùng 5 mới là đại thanh minh nhé mọi người nhé. Hôm nay vào thứ 7 chủ nhật cho nên mọi người đi thanh minh cũng rất là đông. Mấy bữa ơi, thanh ngãi nhỉ? Thế nào thanh ngãi vậy? Mắt nó lên thì nhìn nè. Đây nè. Mắt nó lên thì nó nhìn các bạn. Mắt nó lên thì nó nhìn các bạn. Mắt nó lên thì ba cháu mình nghe sơn lại này, sơn lại này, sơn lại kia, lọ đầm trà đen mất tao phải lên lại trắng, trắng rồi. Bây giờ lấy hương thắp lên cho các cụ con. Đấy lấy hương. Đấy thì tất cả đó nhiều hương mà châm khắp cả các mọi đây. Bà chia đi. Nhiều hương lắm, đốt. Lấy qua hai qua thắp hương cho các cụ. Chưa, đây cháu châm đi ha, trên này đi khắp rồi đây. Mình lấy hương đi, bố. Đây con thắp hương cho hai que cho hai cụ đi. Ai thắp đầu thắp đi, còn mọi người đi nhiều hương mà đốt hết đi. Ô, tất cả lên ba chính nha. Thôi, thắp cụ ông bà cha mẹ. Thank you.
rồi sau có làm cái gì thì bảo nó quay một tí gạch đây nè, đốt chưa đấy, gió đâu bay, coi gió bay khóc cả. Đất sứ chứ nhá. Quấy đến đây bên lửa đâu nhỉ? Bên lửa vớt ra đấy, bốn bốn đây vớt thì này đấy đúng không? Đây mà trong đấy, đây vào đây trên đây ba đây à ở dưới này, đốt rồi đấy, đốt rồi đấy. Đi ra ngoài con. Đợi ông cô cho ngựa được đấy nhỉ, cái ông ngựa trước đi này, cái trái gần được đấy. Chị kìa, ngồi xuống, không biết lộn cổ đi chứ. Đưa vào đi, đưa ngựa cho tìm quần áo ngựa nữa rồi. Chẳng bản chỗ đây giờ trên đây nó cũng kia trước, nó trên rộng đi giờ nó cũng quang hết rồi. Đấy, thắp hương xong bây giờ cả nhà thụ lộc chia chia lộc. Con ăn cái gì rồi? Ăn nhãn. Ăn nhãn này. Ăn nấm. Đấy, lấy hoa quả bây giờ mọi người. Cô các bác chia nhau, chia phần, lấy lộc để mang về. Em đang ăn cái gì ấy? À, em được ăn một quả dưa chuột. Đây. Đâu rồi? Này rồi. Ủa? Để có chuối không? Không, không. Để có chuối chưa? Cô nín này ủi này. Không. Cô nín dịch cái chuối. Bảo ăn gì bảo ơi? Bảo ơi? Ăn gì con? Ngồi yên con.
Ăn nhãn nào, ăn bó cho bà. Đây. Ba nên chầu cho bà ăn dần, ba chào cánh phượng là hoàng đấy. Đi em uống. Không uống à? Không uống bố uống. Đây là tục lệ làm lễ thanh minh cho các cụ hàng năm của khu vực ngoài chỗ mình. Thì clip này mình xin được phép kết thúc đây. Mọi người xem video đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.